Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là tham gia ăn chia 10.000 đô token HBS đến từ sàn DEX Uniswap nha các bạn. Thì hiện tại thì con HBS này nó đã có mặt trên sàn Uniswap, thì với giá hiện tại của con token này là 1 HBS tương đương gần là 5 USD nhé. Tham gia vào diễn hôm nay chúng ta sẽ ăn chia là 10.000 đô con token HBS này. Thì để tham gia vào giải hôm nay thì các bạn vào link dưới phần mô tả video, sau đó các bạn mở con bot ra với mình nha. Thì những cái drop nào đến từ sàn DEX Uniswap thì nó sẽ cùng chung một cái con bot thôi nha các bạn. Nó sẽ cùng chung một cái con bot thôi. Ok, thì sau khi các bạn mở con bot ra thì các bạn ấn nút start để trao với bot. Ok. Tiếp theo đó thì chúng ta làm cái nhiệm vụ, chúng ta sau khi các bạn ấn nút start trên bot xong ấy thì các bạn ấn nút add Elwin giúp mình nhé, @elwin. Ok. Sau đó thì chúng ta làm cái nhiệm vụ sau. Nhiệm vụ đầu tiên đó là chúng ta join vào kênh Telegram, các bạn ấn vào Billion Happy Finance HBS này nè. Ok, thì sau khi các bạn ấn vào xong thì nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này. Billion Happy Elwin Tab này nè. Ok, thì sau đó các bạn kéo xuống đây, chúng ta làm các nhiệm vụ sau. Nhiệm vụ đầu tiên đó là chúng bắt các bạn do vào kênh Telegram chat nhé. Các bạn vào nút chat này, chúng ta tiến hành join. Các bạn sau khi các bạn join vào nhóm thì sẽ có một cái captcha nó gửi cho các bạn nhé. Đây này, nó sẽ có một cái con bot nó hiện lên cái mã captcha, các bạn cộng hai số này lại nè. Đây là cái username của bạn, các bạn nhớ điền cho đúng nhé. Các bạn cộng hai số này lại và điền lại kết quả trên nhóm thì nó mới cho các bạn join vào nhóm nhé. Ok, thì sau khi xác thực captcha xong thì các bạn quay trở lại bot, các bạn ấn vào nút next valley giúp mình nhé. Các bạn ấn vào nút next valley này để nó kiểm tra cho mình. Như vậy là chúng ta không cần ấn đâu. Thì sau khi các bạn join vào chat xong thì chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo, đó là follow Twitter. Ok, các bạn vào go to Twitter này. Trên Twitter của dự án các bạn ấn nút follow. Sau đó các bạn kéo xuống đây, thì ở bài viết đầu tiên này nè, các bạn tiến hành like. Sau đó các bạn ấn nút chia sẻ, chúng ta chia sẻ một trực tiếp, các bạn vào retweet Twitter lại. Tiếp theo đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn ấn nút Wiley Step giúp mình nhé. Các bạn vào phần Wiley Step này. Ok, thì như vậy là xong thôi. Còn về địa chỉ quý, mình lưu ý cho các anh em luôn này này. Thì những anh em nào mà chưa từng tham gia unrop vào cái con bot trên Uniswap này này, thì lúc đầu tiên á, các bạn ấn vào ấy thì nó sẽ hiện ra là nó yêu cầu các bạn là khai báo địa chỉ quý như thế này này. Nó yêu cầu các bạn là cần là join vào nhóm, sau đó khai báo địa chỉ quý. Thì các bạn nhớ khai báo địa chỉ quý nhé. Thì nó nếu mà nó hiện ra cái thông tin là Summit do BEP 20 này thì các bạn khai báo cái địa chỉ quý cho con bot nhé. Thì địa chỉ quý thì các bạn dùng trên WeChat Wallet hoặc là quý MetaMask ấy, các bạn copy lại cái địa chỉ Smart Chain giúp mình nhé. Các bạn copy lại cái địa chỉ Smart Chain, sau đó các bạn khai báo trên bot thôi. Còn bạn nào mà đã từng tham gia như mình rồi thì nó sẽ không yêu cầu chúng ta là khai báo lại địa chỉ quý nữa. Còn mà nó chỉ yêu cầu các bạn khai báo địa chỉ quý cho những người mà chưa lần đầu tham gia vào cái con bot của sàn Uniswap này thôi nhé. Nhưng bạn nào lần đầu tham gia thì các bạn nhớ khai báo địa chỉ quý giúp mình nhé. Ok, thì trên đây thì nó sẽ có cái link red của các bạn này. Các bạn copy lại cái link red này đi tiến thêm bạn bè để được ăn chia thêm là 1.000 đô token HBS. Này là top 10 Pro. Thì ở phần tiền red này thì mình không ấy đâu. Thì chúng ta chỉ quan trọng là cái ở cái phần là chúng ta lại ăn chia 9.000 đô này. Ăn chia 9 đô của con token này nè. Ok, thì các bạn chỉ cần làm như vậy thôi là xong. Các bạn bạn nào lần đầu tham gia các bạn nhớ là khai báo địa chỉ quý nha. Ok, các bạn chỉ cần làm như vậy thôi là xong rồi. Ok, thì như vậy là cái video mình hướng dẫn các bạn là tham gia chia 10.000 đô token HBS đến từ Uniswap đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn các bạn ở video tiếp theo.